Rồi tiếp tục buổi chiều của em ngày hôm nay. Đó, bữa nay em bắt được 6 con đó nha anh chị. 6 con, có 2 con cuối cùng đó anh chị. 2 con cuối cùng nó tầm nó cũng không có xứng cái kiểu như tạm đúc ngay từ bây giờ, nó không có xứng luôn vậy. Nó khoảng 8 rưỡi 10 anh chị. Nhưng mà cái hậu gì sao thì anh chị mình thích thì bắt thì theo kịp, nói chung nó trên lệch cũng không nhiều anh chị nha. Đó, anh chị mình xem từng cặp là em báo giá là mình chọn những con bò mình thích nha anh chị nha. Đó, có cặp giữa anh chị, cặp giữa thì vàng suông vàng biên thì khỏi chê anh chị nha. Như hai con này anh chị, hai con này tầm cứng tháng anh chị. Đó, hai con này tầm khoảng 7 tháng anh chị, 7 tháng 8 tháng nha. Hai con đầu tiên anh chị rất là mềm bò anh chị nha. Đùi mông thì dung trùng anh chị. Bò này nói chung là nhà vườn họ có cho tập cám ăn hết anh chị. Nó đầu lớn, tai lớn, la miệng anh chị không. Đó. Bò này có dây mũi sẵn anh chị, dây mũi sẵn anh nè. Ừ, dây mũi họ xỏ về nè anh chị. Đó, dây mũi nhỏ quá xíu anh chị. Ừ, nó nhỏ hơn cái ống hút nữa. Đó, tính thai nè anh chị, tại vì trời tối á nên là sẵn em quay luôn cho cô chú anh chị mình xem tham khảo nha. Tôi nghĩ thì nhắc máy alo em nha anh chị nha. Đó, cặp đầu tiên anh chị. Đó, dàn mông chung chung, bò lưng này thì đắp lực anh chị. Đó, lưng một lưng ha. Nói chung con này nó dàn khung xương thì nó mừ con này chín anh chị. Đó, con này độ như nhau mà dàn xương con này thì thiếu chút xíu ha. Đó, xương con này thì nó hay thiếu chút xíu. Đó, bò thì em bán nguyên đôi nha anh chị, nguyên cặp nha. Đó, thì bán chung của chú anh chị mình nha. Còn thứ hai anh chị thấy không? Ừ. Con thứ hai này da mỏng lông nhuyễn mứt anh chị. Đó, bò chiều cao là cứng 1m1 anh chị nha. Đó, cứng 1m1 nha. 1m1 có thể cứng dư anh chị, tại đo em đo là khoảng giữa lưng nha anh chị, mình cứ nghe kỹ nha anh chị nha. Em đo khoảng giữa lưng nha. Đó, bò này em đo khoảng giữa lưng nha, thì giữa lưng với ngay sái nó rơi vào nó mắt mình cỡ tầm khoảng 2 phân anh chị nha. 2 phân nha. Đó, con này thì lông da nhuyễn mứt anh chị, lông da rất là nhuyễn nha. Đó, rất là lực nha anh chị. Đó, con này nè, vàng mông cơ đất đồ ngắn muốn hết nè cô chú anh chị. Phải bị bọt ha, tất cả chân đều bóng sò hết nha anh chị, bóng sò hết nha. Đó, cặp đầu tiên nha anh chị. Đó, con này dàn xương thì lớn hơn chút xíu. Đó, thì cô chú anh chị mình xem tham khảo cặp đầu tiên nha. Đó, em chốt giá anh chị mình nhanh gọn lại, cái giá là 33,5 triệu anh chị, 33,5 triệu anh chị nha. 33,5 triệu là trong phạm vi là 30 cây số anh chị nha. Đó, cặp đầu tiên nha. Đó, cặp này anh chị 33,5 triệu nha. Con này dàn xương khung xương anh chị không. Đó, rất là lực anh chị, nó dàn lưng đó nè. Con này cặp đầu tiên ú luôn anh chị. Đó, cặp đầu tiên dàn ú khỏi chê ha. Đó, rất là lâu hoài anh chị. Đó, con này nè. Đó, con này u luôn anh chị thấy không, dàn mông cơ đít nó đã không, chiều hay chá nắng anh chị, chá nắng chút xíu. Bò thì hoàn thiện hết nha anh chị. Đó, chân móng cu giái hoàn thiện hết ha. Đó, con nào lưng nấy, lưng một lưng không chị. Con này thì da nó nhuyễn, nhìn nó da nhuyễn nó độ hơn anh chị, nó độ một ngoài nè chị thấy không. Hai con này anh chị thấy đầu y chang nhau chị ha. Đó, nó chỉ có 33,5 triệu anh chị nha. 33,5 triệu là giá start của em anh chị, thì bao cây số cho mình tầm khoảng 30 cây số nha, 30 cây số lại nha anh chị nha. Đó, cặp đầu tiên nha, con rất là mềm anh chị. Đó, cặp số 2, cặp số 2 là một con muối tiêu. Nói chung con này nữa nó rụng lông nó bớt anh chị nha. Đó, con này lông máu anh chị ha. Con này tầm 1m1 có thể dư luôn nha anh chị. Đó, thì em cho nó 1m1 cứng nha. Con này muốn cứng nha anh chị. Đầu cổ anh chị thấy không? Con này là muối tiêu nâu. Đó, muối tiêu nâu nói chung nữa nó phai hết kìa. Còn diện xương thì khỏi nói, con này là bò nhất anh chị. Con này là bò nhất luôn nè. Con này khung này là bò nhất anh chị. Đó, nó chịu hơi nó cái chá nắng anh chị. Đó, chung bò thì hoàn thiện anh chị. Đó, thì em quay cho anh chị mình ha, xương xương nè, nó xương trụ khung này tầm cũng tầm khoảng 7 tháng nha anh chị. Đó, con này rất là lực bò anh chị nha. Dàn lưng nè, còn lưng dai chè bè anh chị, dàn xương lớn anh chị nha. Đó, dàn xương con này nó còn bự hơn cái con bò đầu anh chị, con xương này nè bự hơn. Đó anh chị, mình có bò thứ bò kế nè.
bò kế đó thầy. Anh chị mình thấy dàn xương không? Đó. Con này thì nó nghe dàn đòn hơi thiếu cái không thiếu nhiều mà đó nha anh chị. Đó, hai con này rất là giống nhau luôn anh chị. Đó, con chân trắng đuôi trắng anh chị. Con này lông da mỏng tăng, nó pin hơn chị. Pin hơn, lực hơn nha. Đó. Thì hai con này thì giờ nói chung mình ráp chưa đo cũng được chị. Đó, cho có hai con đứng chung anh chị. Ồ, rất là lực con chị nè. Đúng không? Đó, mong đùi đủ luôn chị. Đùi mong đóng sâu luôn chị nha. Đó này nè. Ồ, con này cổ cần anh chị thấy không? Cổ rô nè chị. Đó, cổ con khúc anh chị. Cơ bắp rồi anh chị thấy không? Nó da mỏng anh chị ha. Da mỏng cơ bắp lên nhìn khó thấy luôn. Con bò này thì nói chung nhà vườn anh chị, họ không cọc dây anh chị. Đó, cọc dây cái vô cái khớp nó hơi nhột anh chị. Đó, em chưa xả khớp lại, khớp hơi chặt quá. Đó, chứ bò này thì thả lông rong rong anh chị thì nó dễ anh chị. Nó tại vì vô dây nó hơi lao chao quá nha. Chịu, nó hơi có tối khó. Đó, đứng anh chị thấy không? Đó, con này lông da coi đứt anh chị thấy không? Bò này còn đeo mẹ mà anh chị mình giờ thấy mẫu bò này quá lực anh chị nha. Ôi. Buổi chiều này về mấy con bò này. Thì cái bò này nó vừa ý luôn anh chị. Rất là đẹp luôn anh chị nha. Bò thì chân móng chị, chân móng dái cu hoàn thiện nha anh chị. Con này bản đùi lớn anh chị nha. Con này cũng không phải là dạng bò hờ. Không phải là dạng bò ấy đâu anh chị. Bò này anh chị khung ra nó nuôi ra cũng dữ lắm, thì cái dạng là mông đùi nó không? Đó, mông đùi xả dài không thấy dựng luôn chị. Nó quậy, có cột dây vô nó quậy. Đó, hai con này chị mình thấy hợp lý cái alo nha chị. Đó, rất là pin nha chị. Mẫu này mẫu pin nha chị nha. Đó. Đó thì cặp này anh chị, cặp này thì em bán cái giá là 33 triệu anh chị, hai con này. Đó, thua cặp đầu 500 anh chị nha. Đó. Thì cô chú anh chị mình cứ theo cái video nói từng cặp thì báo giá vậy, thì dù mình ở tầm khoảng 60 cây 70 cây thì có thể làm bao phí cho mình 4 con nha. Đó, thì có thể là thêm cây số chút đỉnh cũng đỉnh được. Còn cứ mỗi cặp thì tầm 30 cây đủ về anh chị nha. Đó, anh chị cứ nghe kỹ nha. Đó, nghe kỹ rồi nhắc máy mình liên hệ với em chị bắt những cặp bò mình yêu thích nha. Đó, anh chị thấy không? Chung bò này người ta thả rong anh chị, không có tắm rửa anh chị, nhìn nè. Đó, để mưa gần cho dễ nha. Thì nó hay chá nắng chị. Hay chá nắng nha. Bò này vẫn đeo mẹ nha anh chị. Bò này còn đeo mẹ nha. Nhắc lại bò này đeo mẹ nha chị. Đó, dàn xương nữa kìa. Thì con này giờ tạm thời ở dàn mền, dàn xương, khung xương thì nó mừ. Con này thì chín. Đó. Mà con này thì nó cái kiểu nó pin hơn nha chị. Đó. Thì mỗi con mỗi cái kiểu khác nhau anh chị. Mình nói chung không cần ráp cho xứng bò đâu. Ông quá lực chị bây giờ. Rồi cái bờ dai nó chị lớn luôn. Nó quay ngang nè chị. Ồ. Con này thì tầm nó thi đủ mét mốt anh chị. Con này nè, nói chung đo anh chị chạy qua cho lợn nha. Thì bò tầm mét mốt đủ về nha, mét mốt anh chị. Đó, còn con mối thiêu kia là cứng mét mốt có thể dư anh chị. Đó, tại cái lưng nó phẳng luôn. Còn hai cái con đầu thì nghe nó độ pin nó ngang lực anh chị. Đó, thì cái chiều cao nó lại khác hơn, nó cứng. Hai cái đầu thì cứng khá hơn nhiều. Đó. Cái mẫu này anh chị giờ mình sơ biết ha. Mẫu này rất là đẹp đó. Chân trắng đùi trắng với con nâu nâu bông mối tiêu anh chị. Đó, cặp nha, 33 triệu nha anh chị nha. Đó, cặp đầu thì 33,5, cặp này thì 33 anh chị. Ờ, con đứng cái kiểu đứng ngoài ở đầu nhìn cái tướng anh chị xin gắt. Cái tướng nhìn thôi. Con này quá đẹp anh chị. Quá là hoàn thiện bò này luôn ha. Đó anh chị thấy cái da nó mỏng, anh nhìn nó lên cái cơ nó thiếu không. Rồi. Cặp cuối cùng. Thì cặp cuối cùng nãy em có nói với anh chị thì trong trong hai con này nó trên lệch khoảng 8,5-10 anh chị. Đó, 8,5-10 nha. Nhưng mà lóng giò nè anh chị. Đó, lóng giò là không có nữa. Sau này mình nuôi cái đường hậu nó không có thu nhiều gì. Có thể sau này nó có thể là nó rơi vào 9,10 cũng chừng anh chị. Đó, thì ăn thua cái kiểu cô chú anh chị mình nuôi á, nuôi cái hậu gì sao á, nó ra bò nó khác nha. Đó, thì con này nè, con cuối cùng này nhỏ hơn chị. Con cuối cùng này chỉ có một màu thôi. Đó, một màu đen ha anh chị nha. Bò này tầm lông máu, lông sữa là chưa có rụng hết chị. Đỡ này em còn đeo mẹ em cái mình tách nó ra rồi. Còn mối tiêu anh chị, đó, còn mối tiêu thì giờ rồi. Đó, có chú anh chị thấy không? Quá là đẹp anh chị. Đó, chiều nay về những con bò này rất là đẹp anh chị ơi. Thì anh chị mình thích cái mẫu nào cứ alo em nha. Đó, thì cái mẫu này thì có bao nhiêu anh chị? Thì anh chị mình cứ xét lại những cái mẫu hồi sáng á, còn lại con nào á, anh chị mình cứ có thể lựa nha. Cái cặp hồi sáng là 27 triệu anh chị, là em có giao người ta rồi nha. Đó,
hồi sáng nó lô sáng anh chị 27 triệu, cặp lẻ cặp đầu tiên anh chị đó. Cặp đầu tiên là chiều cao nó cũng bằng bằng cái con này nè anh chị, nó tầm 1m5 đủ lại anh chị đó. Con này thì 1m03 đủ về anh chị, con cuối cùng 1m03 nha. Còn con này thì hơn anh chị, con này chắc cũng cỡ 1m07 bò anh chị, 1m07 bò này, con bông chiêu nè anh chị, 1m07 đủ về, trong phạm vi là 1m05 đủ lên anh chị nha. Đó. Con này dàn xương này, xương đòn khá lớn nè chị nha. Con kế con cuối chị nó ngay nó hơi non hơn chút xíu anh chị, chỉ trên lệch tháng tuổi, chiều cao nó cũng không có, nó không có ấy bao nhiêu chị, nữa thì nó tầm khoảng 99 mượn nhau anh chị, được cái lực anh chị, con nào cũng lực anh chị nha. Đó, đó thì còn cặp cuối cùng nha anh chị, con bông bông mũi tiêu nè chị, lưng da chè bè anh chị, dàn mông cũng lớn anh chị. Anh chị đó mình quay thì vậy, thì chị mình muốn lựa, muốn bắt cái mẫu nào thì mình thích mình bắt ha. Đó, đó thì bò đi đứng chân móng hoàn thiện anh chị, đó với con này nè chị ha. Thì hiện tại nó trên là 8.5-10 nha anh chị nha. Đó thì em có sao em báo về cho mình nha, 8.5-10. Nói chung khung này thì tùy theo cái mẫu bò mẹ anh chị. Đó. Con này các bạn đít nó độ hơn anh chị. Đó. Con này cuối cùng anh chị thấy không, đít thì nó ú lưu hơn nha. Lưng da nè anh chị, đó lưng da đây, ồ lưng da có rỗng anh chị, chè bè luôn anh chị ha. Đó, con này thì đít đóng đùa đóng sâu, không có banh như con này anh chị ha. Đi trên lệch mỗi con kiểu khác nhau anh chị. Đó, anh chị mình thích cái cặp này cứ nhắc má luôn luôn nha anh chị. Đó, cặp này thì cái giá là 27 triệu luôn anh chị nha. Đó, cặp này 27 luôn nha anh chị. 27 là cái giá, nó cũng giá sát sát của em này nha. Đó, thì em bao phí mỗi cặp thì tầm phạm vi 30 cây số nha. Đó. 30 cây số nha anh chị. Đó. Đó, cặp cuối cùng nha anh chị nha. Đó, con này thì tầm 1m02-03 vậy anh chị nha. Đó, con kia thì tầm cũng 1m05. Để 5 đến 7 anh chị. Đó. Không phạm gì đâu ha. Đó. Rất là đẹp nha anh chị. Con này thì nó nhỏ hơn mà dạng đít đồ đóng cơ bắp đồ đậu hơn anh chị. Đó. Đó, xương sóc con nào khá lớn anh chị. Con bông này thì khó nấu rồi anh chị nha. Đó anh chị cứ so đo chọn lựa những con bò buổi chiều ngày hôm nay của em nha. Đó. Chị ưng ý cái mẫu nào cứ nhắc máy alo với em nha. Đó. Rất là đẹp anh chị, bước chiều bò này rất là đẹp nha. Đó. Chi tiết từng con, lông da đồ anh chị, cơ bắp đồ anh chị không? Đồ mông đủ lưu anh chị. Bò nay đa phần đứng chuồng em toàn là rơm không anh chị nha, không có cỏ anh chị. Đó. Rơm không, nó có bông chị thấy lưng không? Khá tốt, bò này cái tinh này nói chung tinh bơm nào em thấy bắt là những tinh này rất là đẹp anh chị. Đó. Xương từ xương đòn vóc dáng anh chị, ăn thua là những con mẹ nó có mát sữa hay không thì đó mới quan trọng anh chị. Thì cô chú anh chị cô kể nha, có cái giá bò cặp cuối cùng là 27 anh chị, 27 triệu nha, thì cứ mỗi cặp là 30 cây số anh chị nha. Đó, đó. Cặp pin lực anh chị thấy không, 33 triệu. Con này thì nó dơ anh chị nè, cứt nha anh chị, cứt nó dơ dơ nha, chứ tại vì chiều nó có ánh nắng rọi xuống anh chị này, ờ nó đó nó phớt anh chị nha. Rồi cái lưng nó này chị, đó để em che anh quay chị dễ nha. Đó dính phân chị thấy không, đó, con này thì nó nghe đang rụng lông chị nè, nè đó ở dưới cái bà đít nó háng đang rụng anh chị, con này rụng nữa lớn lắm anh chị, vui con này nè, khỏi phải nói nha. Đó có 33 triệu anh chị, cặp bò rất là đẹp anh chị. Đó. Cặp đầu tiên thì 33.500 anh chị, cặp đầu tiên thì nó pin lực cứng, bò ăn uống rồi dễ ăn anh chị. Đó. Đích con nào cũng nói chị u lưu hết ha. Đó thì cái giá bò nó như vậy thôi nha anh chị. Rồi, thích cái mẫu nào cứ alo em liền nha. Rồi, chào cô chú anh chị mình nha.